Hello, xin chào tất cả các em nha, lại là thầy Duy đây. Thì hôm nay thầy gửi đến các em một cái mã là 1308/2022. Và chúng ta có cái đầu bài như sau: cho cơ hệ như hình vẽ, vật M1 và M2 nối với nhau nhờ một sợi dây nhẹ không giãn có chiều dài L là 5π trừ 4cm. Được chưa? Đó, mọi người thấy một cái sợi dây màu đen giữa M1 và M2 không? Ban đầu lò xo không biến dạng, kéo đầu B của lò xo đi lên theo phương thẳng đứng với tốc độ là V0 bằng 50π cm/giây. Là biết độ cứng của lò xo là K là bằng 100 Nm/m. Ok. M1 là 400 gram. M2 là 1 kg. Lấy G bằng 10 bằng pi bình mét trên dây bình phương. Khoảng thời gian từ lúc B chuyển động đến khi vật hệ vật nha mọi người ha. Nó yêu cầu cả một cái hệ vật. Đây. Dao động điều hòa. Ok chưa? Để cả hệ vật này dao động điều hòa đó không phải là điều đơn giản. Được chưa? Và chúng ta phải chuyển tiếp từng cái giai đoạn một. Giống như là M1 nó sẽ dao động điều hòa trước. Do là nó sẽ có cái không gian để nó dao động điều hòa trước, được chưa? Muốn cho một cái vật dao động điều hòa đó, muốn cho một con lắc lò xo chơi thẳng đứng mà nó dao động điều hòa tốt á, thì chúng ta phải cho M1 thòng xuống cái vị trí cân bằng của nó. Ok chưa? Đó, thí dụ như là muốn cho cả hệ vật này dao động điều hòa thì cả M1 và M2 nó phải thòng xuống cái vị trí cân bằng của cả cái hệ M1 M2. Mà nếu vậy thì cái vật B phải đi lên thôi, tại vì ở dưới bị chặn bởi một cái đế rồi. Ok chưa? Thì thầy sẽ phân tích ra từng giai đoạn một ha. Giai đoạn thứ nhất nè. Giai đoạn một thì thầy sẽ cho B nó chuyển động, được chưa? Đó, đi lên đến cái vị trí mà lúc đó thằng M1 này nó sao? Nó ở vị trí cân bằng của nó. Ban đầu là M1 đang vị trí E là vị trí không biến dạng nha. Và mà mình phải đi lên cho tới khi mà nó sao? À cho tới khi mà nó ở vị trí cân bằng của nó. Được chưa? Tức là phải đi lên một đoạn là gì nhỉ? Tức là cái đoạn di chuyển đó mọi người ha, chính là cái độ giãn tự nhiên của M1. Được chưa? Thầy sẽ gấp cho thầy tính luôn. M1 G chia K, M1 là 0,4 nè, G là 10 nè. Đem chia đi cho K. K của thầy nó sẽ là bằng đi cho 100. Như vậy thì thầy sẽ có là 4 cm, đúng không ạ? Đó. Và cái thời gian để thực hiện cái giai đoạn 1 này á là khi đó là vật B đi lên một đoạn là delta L 0,1. Yeah. Khi B đi lên một đoạn M cái gì ta? Delta L 0,1 thì M1 giống như là đi, đúng không ạ? Giống như là nó đang được thõng ra, đúng không ạ? Được giãn ra một đoạn đúng bằng độ giãn tự nhiên của nó. Được chưa? Đem chia cho chia cho cái vận tốc thì nó sẽ ra là 4 xăng, đem chia đi cho 50 pi thì mình sẽ có được là 2 chia đi cho 25 pi mét pi giây. Ở vậy thôi. Đó, thì lúc đó tới khoảnh khắc đó thì mọi người thấy được một điều ha, là vật một của mình á, đúng không? Vật một của mình á, cái khoảnh khắc mà nó bắt đầu dao động điều hòa nha, là nó đang ở vị trí cân bằng của nó. Vậy là x01 là bằng 0 nè. Được chưa? Đó, thầy đang chọn cái hệ quy chiếu gắn với cái gì? Gắn với cái hệ thống B này luôn nha mọi người ha. Đó, V0 của mình nó chính là V của B, đúng không ạ? Lúc bắt đầu nó dao động điều hòa là nó đang có tốc độ của cái hệ dính với B, đúng không ạ? Thì nó chính là 50 pi cm trên giây. Đó. Và omega của nó chỉ có một thằng một thôi, là K chia đi cho M1. Được chưa? Là căn bậc 2 của K. K của mình là 100 nè. M1 của mình á chính là bằng đi cho 0,4. Vậy mình sẽ dễ dàng hàng này có được là như nhỉ? 1/2 ra ngoài đi. 1000 là 10 căn 10 chia cho 2, tức là 5 căn 10. Mà 5 căn 10 là 5 pi, đúng không ạ? Radian trên giây. Như vậy thì dễ dàng ha, từ hai này mình có thể tính được biên độ dao động của thằng số 1 nó chính là bằng đi cho V01 là V max luôn mọi người ha. Chính là V1 max trong truyền thuyết á. Để cho tại nó đang ở vị trí cân bằng nè. Thì cái V đó là V max, đúng không ạ? Omega 1 nó sẽ ra là 10 cm. Như vậy thì tấm cái máy lại thì XC1 ha, có nghĩa là phương trình dao động điều hòa của 1. Ok không? Gắn với hệ quy chiếu dính vô B, được mà. Đó thì nó sẽ là 10 cos 5 pi T, được chưa? Rồi, nếu chúng ta nhấc vật lên, tức là vật M1 coi như là đang gì? Đang chuyển động hướng xuống đó mọi người. Đang chuyển động hướng xuống. Ok, đang chuyển động hướng xuống là cái V của mình nó đang dương, ok không? Đang chuyển động hướng xuống mà chiều dương của con lắc lò xo cho thằng đứng là luôn luôn chọn hướng xuống. Vậy là V của mình nó đang dương, tức là phao ban đầu nó âm. Ok, như vậy là thầy đã có phương trình dao động của giai đoạn 1. Tiếp theo thầy chuyển qua giai đoạn 2. Thì mọi người tưởng tượng giùm thầy nha. Để cho cái hệ này dao động điều hòa đó thì đầu tiên á là M1 nó phải lên cái vị trí, đúng không ạ? Mà sợi dây này nó căng chứ đã. Thì nó căng thì nó mới lôi M2 theo. Nhưng lúc đó thì vẫn chưa dao động điều hòa đâu. Tại vì M2 và M1 cả cái hệ này nè, nó phải thòng xuống vị trí cân bằng. Ok chưa? Có nghĩa là vị trí cân bằng delta 0, delta L 0, 1 2 đó thì nó mới bắt đầu dao động điều hòa được. Được chưa? Rồi ok. Bây giờ mình sẽ cho M1, đúng không ạ? Đó, M1 dao động điều hòa cho đến khi dây nó căng, ok không? Cho đến khi dây căng. Dây căng tức là cái khoảng cách, đúng không ạ? Tức là cái khoảng cách của M1 và M2 đó nó phải đúng bằng chiều dài của sợi dây, đúng không ạ? Đó thì chính là khoảng cách của M1 và M2 nó sẽ bằng chiều dài của sợi dây mà M1 của mình á là vừa dao động điều hòa nè. Ok chưa? Vừa đi lên với tốc độ là V0 nè. Vừa đi lên với tốc độ là V0, đúng không ạ? Cả cái hệ này đang đi lên với tốc độ là V0. Được chưa? Thì cộng hai này lại chính là cái chuyển động của gì ta? Của vật số 1. Đó. Thì so với vật số 2. Ok chưa? Đó. Thì nó phải bằng gì? Nó phải bằng L. Ok, tương đương. Rồi, góc tọa độ mình coi như là mình chọn ngay tại chỗ này ha. Góc tọa độ mình chọn ngay tại chỗ này luôn. Đó. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là trừ V0 là trừ 50 pi nhân cho T. X1 là 10 cos 5 pi T
trừ đi cho pi chia 2. Còn x2 của mình á, ban đầu đó nó đang ở vị trí 0 luôn, thì nó sẽ bằng l là 5pi trừ 4 vậy nha. Để bài cho 5pi trừ 4cm. Rồi bây giờ chúng ta bấm vô thì nó chính là shift ABS nè, trừ đi cho 50pi x cộng đi cho 10 cos 5pi xc trừ cho pi chia 2. Bây giờ đóng ngoặc lại thì nó chính là bằng đi cho 5pi trừ đi cho 4 shift sol, được chưa? Đó thì mình sẽ ra được con số này là 0,13086 gì đó. Thầy lưu cho A đi. Được chưa? Thì mình sẽ ra được ha. Suy ra T của mình á là bằng 0,13086 cm. À dây chứ sorry, mọi người ha, dây. Đó, tức là kể từ khi vật vật A mà nó vào vòng điều hòa đó thì nó phải đi thêm một cái khoảng thời gian delta T 2 bằng 0,13086 giây thì dây nó mới bắt đầu căng. Ok không? Dây mới bắt đầu căng. Thì lúc đó ha, lúc đó nè. Đó là cái độ giãn của lò xo ha. Độ giãn của lò xo. Tại sao mình quan tâm tới độ giãn? Tại vì cái lò xo nó phải sao? Nó phải thực sự là giãn bằng đúng delta L1 cộng delta L02. Được chưa? Đó, nghĩa là bằng đúng là cái hệ mà có cả hai vật á thì vật mới bắt đầu dao động điều hòa được. Cái hệ vật mới bắt đầu dao động điều hòa được. Đó, độ giãn của lò xo delta L lúc đó ha. Thì gọi là delta L2 đi. Thì nó sẽ bằng đi cho nè. Delta L0 của 1 cộng đi cho xc1, đúng không ạ? Thì độ giãn của lò xo ha. Đó. Thì nó sẽ bằng đi cho delta L01 là mình có được là bằng 4 cm rồi. Còn x1 lúc đó thì mình thay cái thời gian này vô, đúng không ạ? Thay cái thời gian nó vô. Căng thẳng thực sự. Đây. 10 cos 5pi nhân đi cho số nó lưu trong A đó trừ đi cho pi chia 2 bằng bao nhiêu? Là 4 nè, cộng đi cho 10 nè, cos nè, 5pi A, đúng không ạ? Trừ đi cho pi chia 2. Nó cứ từ từ mà làm thôi. Đó, đang phân tích ha. Đó là 12,8477. Được chưa? Lưu vô B luôn. 12,8477 gì đó. Rồi, bây giờ tiếp ha, giai đoạn 3. Giai đoạn 3 á, là từ cái chỗ đó mọi người ha, từ cái chỗ mà dây căng á, dây căng nè. Được chưa? Thì B phải đi lên, đúng không ạ? Phải đi lên cho đến khi, được chưa? Cho đến khi. Đến khi gì nhỉ? À, cho đến khi mà được chưa? Cái delta L0 của lò xo đó. Ok chưa? Cái delta L của lò xo đó nó bằng đúng bao nhiêu nhỉ? Nó bằng đúng delta L0 của 1 và 2. Mọi người hiểu mà. Thì lúc đó cái hệ vật này nó mới đang ở vị trí cân bằng của nó và mình mới có thể dao động điều hòa. Tại sao chúng ta không áp dụng cái này từ đầu? Tại vì á, cái quá trình này là quá trình lần lượt và M1 nó sẽ dao động điều hòa, mọi người ha. Nhớ giùm thầy là M1 nó sẽ dao động điều hòa. Cho nên á là rất là sai lầm khi mà chúng ta sao áp dụng cái điều kiện này ngay từ đầu. Ok chưa? Đó, điều kiện này mà muốn ngay từ đầu thì M1 nó phải đứng yên trước. Đó, nó phải không đổi. Có này thay đổi cho nên chúng ta phải chia nhiều giai đoạn để giải. Cái này nó chính là M1 cộng đi cho M2 tất cả nhân g rồi chúng ta đem chia đi cho k. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có là 0,4 cộng đi cho 1 ký nè. Tất cả nhân đi cho 10 nè. Chia đi cho k là 100 nè. Thì này nó sẽ bằng đi cho là 0,14 m. Được chưa? 0,14 m là bằng 14 cm chưa? Đó, như vậy thì từ cái chỗ này cho tới đây thì tất nhiên là vật B mọi người ha. Thì suy ra delta T3 có nghĩa là cái thời gian mà vật B phải di chuyển lên á thì nó chính là lấy delta L mà mình cần. Ok chưa? Đó, trừ đi cho delta L2, này delta L3 đi. Trừ đi cho delta L2, tất cả chia đi cho tốc độ chuyển động đều trong khoảng đó thì nó sẽ là 14 trừ đi cho thằng này mình lưu trong B rồi. Chia đi cho 50 pi. Ok chưa? Đó, xong cái mấy trình dây đó. Rồi ok luôn. Rồi cộng 3 cái thời gian nó lại. Thời gian thứ nhất là 2 phần 25 pi giây. Cộng đi cho thời gian thứ hai là B. Ê, thế rồi, lưu vô đâu ta? Delta T2 này lưu vô B hả? Là lưu vô A chứ. Delta T2 này lưu vô A nè. Hợp lý. Còn cái cuối cùng này là cộng đi cho 14 trừ đi cho B. Được chưa? Chia cho 50 pi. Thì mình sẽ ra là 0,616366. Nói chung là thời gian tổng cộng của mình ha, delta T kể từ lúc vật B đi lên, bắt đầu đi lên cho tới khi cả hệ vật này dao động điều hòa là delta T1 cộng delta T2 cộng delta T3. Được chưa? Thì nó sẽ bằng đi cho là 0,016366 giây. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu C. Được chưa? Đó chính là đáp án của bài toán. Rồi ok, như vậy là thầy đã giải để giới thiệu xong cho mọi người cái câu này ha. Chúc mọi người đúng mà học tốt hơn ở môn vật lý. Nếu có điều gì thắc mắc hãy gửi về Facebook của thầy. Đây thầy sẽ giải trực tiếp luôn cho mọi người. Được chưa? Giải chi tiết trên video cho mọi người ha. Còn nếu mà mọi người muốn giải trực tiếp thì trong năm thầy sẽ làm những cái buổi livestream để thầy giải bài trực tiếp. Ok chưa? Trên fanpage của lớp học vật lý. Ok, bye bye mọi người.